Thì trong cái video ngày hôm nay thì em tiếp tục chia sẻ đến anh chị cái vấn đề về phòng ngừa sâu bọ trĩ cũng như là phòng ngừa các cái loại nấm bệnh trên cây mai ha. Thì hôm nay là định kỳ 7 ngày thì em tiến hành phun thuốc, tiếp tục là phun thuốc trừ sâu bọ trĩ cũng như là thuốc phòng nấm bệnh cho cây mai như định kỳ. Thì em quay lên để nhắc nhở anh chị mình có theo dõi, có làm theo em thì hôm nay đã đến cử nữa rồi. Thì hôm nay là cũng 8 ngày nữa rồi anh chị. Đó, thì hôm nay mình tiến hành phun thuốc tiếp ha. Thì em đã phun qua một số cây rồi nè. Hôm nay thì em đã phun qua một số cây rồi, em mới quay lại cho anh chị em mình xem. Thì phun cái thuốc trừ sâu và bọ trĩ. Thì thuốc sâu nó cái hiệu là Mapvono, em có chia sẻ anh chị đó. Còn thuốc bọ trĩ nó có hiệu là đặc trị bọ trĩ ha, đặc trị bọ trĩ. Thì cái thằng đặc trị bọ trĩ này kết hợp với cái thằng Mapvono, là Mapvono nó cũng vừa trừ sâu vừa trừ bọ trĩ nữa, thì nó hai thằng nó kết hợp lại rồi pha chung với Mancozan là trị sâu bọ trĩ và phòng bệnh trên lá, rất là hay nha anh chị, rất là hay luôn. Thì em làm, em chia sẻ trong thời gian qua cũng có rất là nhiều anh chị làm theo em và nhắn tin cũng như bình luận trên cái video trên kênh YouTube của em, nói là cái kết quả rất là ok, rất là em nghe là cái kết quả như vậy thì em rất là vui ha. Thì anh chị em mình nếu tin tưởng thì tiếp tục áp dụng theo em để chăm sóc cái cây mai từ đây đến cuối năm, để cho nó đạt được những cái kết quả như cái cây mai mình, cái tàn lá nó đẹp, cuối năm bông nó nhiều ha. Rồi thì hôm nay thì em không có quay lại cái cách pha thuốc, mà em sẽ nói lại cách pha thuốc cho những cái anh chị chưa có nắm được thì mình nắm để mình pha cho nó đúng ha. Thì đối với cái thằng Manco xanh á, thằng Manco xanh, xanh càng thêm xanh á, thì pha 2g trên 1 lít nước, 2g lít nước nha anh chị. Thì cái bình 16 lít thì chúng ta pha 32g. Thì 32g đó thì chúng ta sử dụng cái muỗng N3M anh chị, trong cái hũ N3M nửa ký á. Thường thì anh chị mà trồng mai á, thì nên có cái hũ N3M, tại vì cái hũ đó nó rất là tốt, nó rất là hiệu quả đối với cây mai luôn, mà giá nó cũng tương đối là không cao. Thì cái hũ N3M em sử dụng là hũ N3M của cái công ty Phú Lâm nha anh chị. Bây giờ trên thị trường cũng rất là nhiều loại, thì em sử dụng cái loại nào thì em chia sẻ anh chị em mình cái loại đó. Tại vì cái loại nào em sử dụng rồi em mới biết cái công dụng, cái hiệu quả của nó như thế nào, em mới chia sẻ cho anh chị em mình được. Còn cái những cái loại á, có những loại mà em chưa có sử dụng qua, mà thí dụ như anh chị em mình hỏi em cái loại đó sử dụng được không, thì em xin thưa là những cái loại đó em không dám trả lời, là em chỉ nói là em không rõ thôi à, tại vì em chưa có sử dụng, em chưa có đánh giá được, em chưa có dám mà chia sẻ với anh chị ha. Còn những cái loại nào mà em đã sử dụng qua, em biết nó như thế nào thì em mới chia sẻ được với anh chị ha. Về cái em nhắc lại về cái liều lượng của Manco xanh là 2g trên lít. Còn tiếp đó là về liều lượng của cái thằng đặc trị bọ trĩ, cái tên nó là đặc trị bọ trĩ luôn nha anh chị, cái tên hiệu thuốc em giữ sử dụng á, nó tên là đặc trị bọ trĩ luôn. Thì nói chung để hồi em để cái hình lên trên cái màn hình điện thoại để cho anh chị em mình xem, có thể mua cho nó đúng ha. Còn nếu anh chị nào mà mua không có thì cứ điện thoại cho em gửi cho anh chị ha. Thì số điện thoại của em là 0939300282, thì em tên Sơn, ở Châu Thành, Hậu Giang nha anh chị. Đó, thì những cái anh chị đã theo dõi em từ đầu năm đến nay thì đa phần thì các anh chị đã thực hiện chăm sóc cái cây mai được rất là tốt. Còn có một số anh chị thì cũng nhắn tin cho em có phát sinh một số cái vấn đề, lý do là anh chị em mình sử dụng thêm những cái loại phân thuốc nó lạ em không biết, với lại là sử dụng thêm quá nhiều cái loại phân thuốc khác. Thì tại vì anh chị em mình nghe ai nói cái loại nào hay là anh chị em mình áp dụng liền lên cây mai của mình, mà không có biết là mình đã sử dụng
thuốc đó rồi thì mình không nên sử dụng nữa, hoặc là sử dụng nó quá liều, hoặc là sử dụng nó không có đúng cái mục đích để chúng ta chăm sóc cây mai, không đúng mục đích, không đúng cái thời gian. Thí dụ có những cái loại phân mà những cái loại phân chúng ta đang cần bón, ví dụ như cái cây này trên màn hình anh chị mình xem nè, là cây này nó đang ra cơi hai và tược nó đang non đó, và nó đang ra rất là nhiều như vậy, thì chúng ta không thể nào mà bón thêm cái phân 30-10-10 nữa. 30-10-10 là nó dược tược, dược đọt, nó đâm chồi. Bây giờ là cái cây mình nó đã đâm chồi dài như vậy rồi, mà nếu chúng ta sử dụng phân 30-10-10 nữa là nó ra dài như cái đọt rau muống vậy đó anh chị, nó không có cái lá nhiều mà nó phát triển dài ra, phát triển dài ra như vậy thì sẽ mất cái form dáng cây, cũng như là không có đẹp. Chúng ta cũng phải cắt bỏ thôi, nếu mình chúng ta muốn nuôi cây mai tàn thông thì với đó chúng ta phải cắt bỏ. Còn đối với cái như em chia sẻ thì như là đối với cái cây này trong giai đoạn này rồi, thì bây giờ tiến hành là bón cái phân để cho nó mập cành, mập nhánh và nó nảy chồi nhiều để mà nó tròn đều cái cây mai thôi. Đó thì như vừa rồi em có chia sẻ là bón phân DAP kết hợp với cái phân humic. Thì cái phân DAP á thì cái thành phần của nó là 18% đạm, 46% lân và 0% kali. Thì đạm giúp xanh lá và đi tược, phóng tược ha, còn lân là giúp mập gốc cành, xanh lá, cũng như là giúp cho bộ rễ phát triển rất là tốt. Còn kali á, kali là nó sẽ khiến cho cái lá mai của chúng ta nó già nha anh chị. Cho nên vào cái thời điểm này em chưa có sử dụng cái phân kali nhiều. Chưa sử dụng phân kali nhiều. Tại vì phân đó thì vào thời điểm cuối năm mới sử dụng. Tại vì khi mà mình cuối năm mình cần làm nụ, mình cần cái lá nó già, cần lá nó già để mà cuối năm mình lãi cho nó dễ, nó rụng đồ để nó nuôi nụ á, thì chúng ta mới sử dụng cái phân kali vào cuối năm. Còn hiện tại là chúng ta sử dụng phân chủ yếu là đạm và lân ha anh chị. Cho nên là nếu anh chị xem cái video á, anh chị cũng nên nhìn cái mai nhìn mình vào thời điểm nào. Bây giờ cái thời điểm này mà anh chị mình đè bón cái phân kali cao như là 6-30-30 á, 6-30-30 á, thời điểm này á, thì nó không có hợp lý nha anh chị. Còn phân DAP như cái cây này bón DAP được 18-46-0, tức là nó vẫn có đi được, đi xanh lá, nhưng mà cái thành phần lân nó cao hơn thì nó sẽ giúp cái tược mình nó mập và nó không có vượt cái tược quá dài, nó vừa với cái form tàn cây. Như vậy thì cây mai mình nó sẽ đẹp hơn nha anh chị. Thì hôm nay thì là ngày thứ 8 ha. Thì anh chị nếu mà có làm theo em thì là cũng ngày thứ 8 rồi đó. Thì anh chị em mình nhớ phun thuốc sâu bọ chỉ cũng như là thuốc dưỡng lá cho cây hay tiếp tục ha. Thì khi mà chúng ta phun sâu bọ chỉ và thuốc cái dưỡng lá cho cây á, thì cái cây chúng ta nó sẽ rất là sạch bệnh, sạch sâu, sạch bọ chỉ, không có bọ chỉ ha anh chị. Đó. Còn nếu mà chúng ta không phun đúng cái giai đoạn, không phun đúng thuốc, không phun đúng cái liều lượng đồ này kia, thì cây chúng ta nó sẽ có thể bị bọ chỉ, sâu bệnh tấn công ha. Đó thì cái nội dung em chia sẻ với anh chị em mình hôm nay chủ yếu là nhắc nhở anh chị em mình tiến hành phun thuốc cho cây mai. Đồng thời nếu anh chị em mình chưa có bón cái cử phân, bón đúng phân như em chia sẻ vừa rồi á, thì anh chị em mình tiến hành bón nha. Và lưu ý cái đợt bón phân cái đợt sau cách cái đợt trước, nếu mà phân nào BK thì khoảng 10 ngày nha anh chị. Khoảng 10 ngày mình thả bón nữa. Còn nếu anh chị mới bón 2-3 ngày trước hoặc 5-6 ngày trước thì anh chị chưa nên bón nha. Anh chị đợi một thời gian nữa anh chị hãy bón. Bón liền nó ngợp cây, nó có thể dễ gây ra phạm phân, ngộ độc phân ha anh chị. Rồi thì những cái cây mai của anh chị á, nếu mà có cái vấn đề gì á mà anh chị có thắc mắc, có cần tư vấn á, thì có thể điện thoại cho em sẵn sàng chia sẻ với anh chị luôn. Tại vì vừa qua có rất nhiều cô chú anh chị cũng điện cho em hỏi có thể chia sẻ tư vấn cái vấn đề này vấn đề kia không. Thì mặc dù là em vừa làm
Em vừa đi làm nhà nước rồi em vừa làm thêm mai nữa. Nhưng mà nói chung là cái thời gian nào cô chú anh chị em mình điện cho em thì nếu em rảnh là em sẽ có thể tư vấn cho anh cô chú anh chị em mình được, để giúp cho cô chú anh chị em mình chăm sóc cái cây mai nó được tốt, nó được đẹp ha. Rồi thì em xin nhắc lại cái số điện thoại em là 0939300282. Thì các cái vấn đề tư vấn cây mai thì có thể cô chú anh chị em mình kết bạn Zalo em cũng được nha. Tại vì số đó em có xài Zalo luôn. Thì kết bạn Zalo nhắn tin gửi hình đồ này kia thì nó dễ hơn, có thể tư vấn dễ hơn ha. Còn điện thoại thì nhiều khi mình nhìn cái cây không có rõ cho nên là mình không có biết được. Rồi mọi cái vấn đề về cần tư vấn hoặc là về phân thuốc rồi đó này kia đó thì có thể điện thoại cho em ha. Rồi thì cái video hôm nay thì xin kết thúc tại đây ha. Thì một lần nữa chúc cô chú anh chị em mình xem video có một cái ngày thật là vui vẻ hạnh phúc. Chúc cho cô chú anh chị em mình chăm sóc cái cây mai thật là đẹp để mà cuối năm nó thật là nhiều bông. Và nói chung là không cần tới cuối năm nữa, thì bây giờ giai đoạn bây giờ đây mình chăm mình thấy lá đồ xanh đẹp là mình cũng vui rồi ha cô chú anh chị. Rồi thì em xin chào và hẹn lại anh chị mình trong các cái video tiếp theo nha.